Khu vực phía Tây Hà Nội sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt để phát triển thành trung tâm hành chính, khu vực phía Tây Hà Nội chuyển mình với hàng loạt dự án. Đầu tiên, việc di dời hàng loạt trụ sở các bộ, ngành về đây như Trung tâm Hành chính Quốc gia, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, khiến hàng loạt công chức nhà nước, cư dân tri thức có nhu cầu chuyển nơi sinh sống về khu vực phía Tây Hà Nội. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông và các cơ sở y tế, giáo dục, cụ thể gần 1.000 điểm trường học, bệnh viện với nhiều tên tuổi như hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường trung học phổ thông Amsterdam, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện y học cổ truyền dân tộc quân đội, quy tụ trong bán kính 7 km quanh trung tâm hội nghị quốc gia. Hệ thống trung tâm thương mại, giải trí cũng mọc lên sầm uất. Nếu chỉ ít năm trước, nhiều khu vực tại Mễ Trì, Nguyễn Xiển, Hà Đông còn là vùng hoang vu, ít đèn đường, thì nay trở thành những khu mua sắm tấp nập. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đổ dồn về đây, khiến cộng đồng Tây Hà Nội thêm đa dạng. Bên cạnh đó, dự án trọng điểm như hệ thống đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, tuyến xe buýt nhanh BRT đều được đặt ở phía Tây Hà Nội. Trục đường đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương kéo dài Tố Hữu, Lê Trọng Tấn Hà Đông, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì, Mỹ Đình, tạo niềm tin đầu tư lớn cho thị trường. Đặc biệt, nhiều tuyến đường sắt đô thị tập trung ở khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ cũng hứa hẹn trở thành ngòi nổ kích hoạt sự phát triển của cả khu vực. Tuyến đường vành đai 2,5 chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, dự kiến là trục giao thông huyết mạch, mở rộng giao thông từ khu vực Kim Đồng, Giải Phóng, Định Công, xuyên qua các quận huyết mạch. Tuyến đường nối Nguyễn Xiển, Sa La đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến sắp thông xe sẽ giúp cho người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân tới Tây Hà Nội xuống chỉ còn 10 phút. Tuyến đường vành đai 3 bắt đầu từ đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Mai Dịch, Thanh Xuân, Pháp Vân, Sài Đồng, Cầu Phú Đồng, Ninh Hiệp đi trùng đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn Ninh Hiệp tới Dục Tú. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua quy hoạch tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường vành đai 3 có ý nghĩa quan trọng về giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Tây Nam đường vành đai 3 lên khu vực phố cổ, giảm áp lực giao thông tới các tuyến đường Giải Phóng và Nguyễn Trãi, hình thành một trục đường hướng tâm mới từ Thanh Hà, Sa La đến trung tâm thành phố. Thực trạng hệ thống giao thông quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì. Quận Hoàng Mai là một vùng đất nằm ở phía đông nam thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên là 39,81 km2, với tổng dân số là 337,2 nghìn người và 14 đơn vị hành chính trực thuộc là 14 phường. Quận Hoàng Mai có 43 tuyến đường, tổng chiều dài tuyến đường là 700,97 km và tuyến đường giao thông thủy trên sông Hồng. Quận có các đường giao thông quan trọng đi qua gồm quốc lộ 1A, đường vành đai 2,5, đường vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Thanh Trì. Theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đang mở rộng khu vực đô thị trung tâm từ các quận nội đô về các quận phía Tây và Nam thành phố. Vì vậy, trong những năm gần đây, hạ tầng giao thông khu vực phía Nam liên tục được đầu tư xây dựng. Trong đó, giao thông quận Hoàng Mai ngày càng trở nên đồng bộ với nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện. Điển hình, dự án mở rộng Tam Trinh đang được gấp rút hoàn thành. Tuyến đường Tam Trinh nối dài từ cầu Mai Động đến đường Vành Đai 3 được thi công mở rộng gấp đôi so với trước đây. Trong đó, đoạn ngã tư Minh Khai đến nhà máy xử lý nước thải Yên Sở rộng 40m, đoạn cuối giáp với đường Vành Đai 3 rộng 55m. Điều này sẽ giúp giảm thiểu áp lực giao thông đáng kể cho quận Hoàng Mai vào giờ cao điểm. Tiếp đó, dự án đường Vành Đai 2,5 cũng đang được đẩy mạnh tiến độ. Đường được thiết kế rộng 40m, hai làn đường với 4 làn xe chạy rộng 22m. Vỉa hè rộng 7,5m, dự kiến đoạn xương sống của vành đai 2,5 là đầm hầm quốc lộ 1A Giải Phóng sẽ thông xe vào cuối năm 2019, nằm giữa trục đường vành đai 2 và vành đai 3, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tuyến đường vành đai 2,5 sẽ giúp người dân sống tại quận Hoàng Mai rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm thủ đô. Tuyến đường nối từ Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên, kết nối đường Minh Khai với vành đai 2,5 đang được triển khai xây dựng, cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo quận Hoàng Mai. Dài 1,8 km, tuyến đường này hứa hẹn sẽ giúp việc lưu chuyển giao thông trên các tuyến vành đai 2,
2,5 Tam Trinh, Lĩnh Nam trở nên dễ dàng và thuận tiện. Quận Thanh Xuân là một vùng đất nằm ở phía tây thành phố Hà Nội. Quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên là 9,08 km2 với tổng số dân là 224,9 nghìn người. Với cú hích hạ tầng mạnh mẽ chưa từng có trong khoảng 5 năm gần đây, quận Thanh Xuân trở thành một điểm nóng đầu tư sôi động bậc nhất Hà Nội, đặc biệt là khu vực trung tâm quận. Hàng chục siêu dự án bất động sản hàng nghìn tỷ chen nhau mọc lên dày đặc trên các tuyến đường như Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Lương. Sự phát triển chóng mặt của bất động sản đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải thiện hạ tầng giao thông, buộc các cơ quan nhà nước phải tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng. Những siêu dự án hạ tầng quan trọng phải kể đến: nút giao Trung Hòa và ngã tư Nguyễn Trãi, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, đường vành đai 3, các tuyến đường xuyên tâm. Tại khu vực trung tâm quận Thanh Xuân, ba tuyến đường huyết mạch gồm Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng và Vũ Trọng Phụng cũng sẽ được tập trung đầu tư nâng cấp mở rộng, đặc biệt là tuyến phố Nguyễn Tuân nối Lê Văn Lương với Nguyễn Trãi. Cụ thể, năm 2015, quận Thanh Xuân đã đề xuất nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm như đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng kéo dài, Nguyễn Huy Tưởng, cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường Tôn Thất Tùng, cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường nối quốc lộ 6 đến quốc lộ 1, cầu qua sông Tô Lịch tuyến đường Vương Thừa Vũ kéo dài. Theo quy hoạch, dự án cải tạo mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân, điểm đầu giao với đường Lê Văn Lương, điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi, chiều dài toàn tuyến khoảng 1,1 km, trong đó đoạn 1 đã được đầu tư mở rộng có chiều dài khoảng 150m từ đường Lê Văn Lương qua nút giao với đường Nguyễn Như Con Tum. Đoạn 2 từ điểm giao với Nguyễn Như Con Tum đến đường Nguyễn Trãi dài 720m là đoạn cần mở rộng theo quy hoạch, tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng. Cùng với đó, tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng dự kiến sẽ được nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuyến đường Vũ Trọng Phụng với 800m đường còn lại kéo dài từ Nguyễn Trãi tới nút giao Nguyễn Như Con Tum sẽ được triển khai với mức đầu tư khoảng 343 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. 3. Huyện Thanh Trì nằm ven phía Nam và Đông Nam Hà Nội, giáp các quận Thanh Xuân phía Tây Bắc, Hoàng Mai phía Bắc, Hà Đông phía Tây. Huyện Gia Lâm và huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên với sông Hồng là ranh giới tự nhiên phía Đông. Huyện Thanh Oai và huyện Thường Tín phía Nam với diện tích tự nhiên là 62,93 km2, có tổng dân số là 198,4 nghìn người. Huyện Thanh Trì nằm ở hữu ngạn sông Hồng, địa thế thấp dần về phía đông nam theo hướng dòng chảy của sông Hồng. Trên địa bàn huyện có đoạn cuối của sông Tô Lịch chảy qua nối với sông Nhuệ ở phía tây nam. Địa hình của huyện Thanh Trì thấp với nhiều điểm trũng nhất của khu Đông Trì. Sông Hồng nhiều lần chuyển dòng, để lại vết tích những điểm trũng này là các ao, hồ và đầm. Hệ thống giao thông chính là quốc lộ 1A, tuyến đường giao thông xuyên suốt Việt Nam. Quốc lộ bắt đầu từ km 0 tại cửa khẩu Hữu Nghị trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, nằm tại thị trấn Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nó kết thúc tại Đất Mũi, nằm trong địa phận huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, với tổng chiều dài 2.360 km. Đây là tuyến đường quan trọng hàng đầu Việt Nam. Nó đi qua trung tâm của một nửa số tỉnh thành Việt Nam, nối liền với 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nên nó còn được gọi là quốc lộ xuyên Việt hay tuyến đường huyết mạch. Nằm rất gần với quốc lộ 1A huyết mạch là đường cao tốc Bắc Nam, cũng nối thông suốt giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, khác với quốc lộ 1A nối dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau, đường cao tốc Bắc Nam chỉ nối từ Hà Nội tới Cần Thơ với tổng chiều dài 1.811 km, cùng với đó là tuyến đường sắt chạy dọc theo quốc lộ 1A. Huyện Thanh Trì có con sông Hồng chảy men theo phía đông huyện, điểm cuối qua xã Yên Mỹ, Duyên Hà và Vạn Phúc. Các dự án đường sắt đô thị Hà Nội đi qua địa bàn huyện là các tuyến số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên, tuyến số 6 Nội Bài - Ngọc Hồi, tuyến số 7 Mê Linh - Ngọc Hồi, tuyến số 8 An Khánh - Dương Xá, trong đó tuyến số 1 hiện đang được đầu tư xây dựng. Hiện trạng mạng lưới đường giao thông khu vực phía Tây Nam Kim Giang. Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1 nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, Hà Nội, có mối liên hệ về không gian đô thị rõ nét với các khu vực lân cận. Nằm cận kề với các khu vực làng nghề Triều Khúc phía đông nam, công viên Hồ Điều Hòa Hạ Đình phía đông bắc. Kế bên là các trục giao thông quan trọng như tuyến vành đai 3 phía đông bắc và tuyến đường 53,5m phía đông nam. Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1 có địa hình tương đối phức tạp do hiện trạng chủ yếu là ruộng trũng ngập nước và một số khu vực đã được san lấp. Cao độ nền của khu vực không đồng nhất, cao độ khoảng từ dương 1,78 đến dương 19,52m. Tuyến đường giao thông đối ngoại là trục đường Nguyễn Xiển chạy qua phía đông bắc dự án.
hệ thống đường chưa được phân cấp rõ ràng, dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý cũng như xác định chiến lược, ưu tiên đầu tư xây dựng. Nhiều tuyến đường chưa được nối thông hoặc quy mô chưa được mở rộng tương xứng với vai trò, làm ảnh hưởng tới cả mạng lưới giao thông, tác động tiêu cực tới sự phát triển chung của cả khu vực. Đây là khu vực mới phát triển, nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh mà điều kiện hạ tầng mới chỉ đạt được khoảng dưới một nửa so với yêu cầu. Trên cả hai tiêu chí về mật độ mạng lưới đường cũng như mật độ diện tích đất đai dành cho giao thông. Tuy nhiên, với lợi thế về vị trí và giao thông, một yếu tố khác khiến khu vực Tây Nam Hà Nội đáp ứng được cuộc sống tiện nghi là hệ thống tiện ích xã hội thiết yếu, bao gồm giáo dục và y tế, trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường trung học cơ sở Kim Giang, trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, bệnh viện ca Tân Triều, bệnh viện y học cổ truyền dân tộc quân đội, siêu thị Vivimart Nguyễn Trãi, trung tâm hội nghị quốc gia, công viên Chu Văn An với quy mô 100 hectare, bao gồm một khu tưởng niệm, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, hai quảng trường trung tâm, hồ điều hòa cùng nhiều khu chức năng cây xanh. Gần đây, việc Samsung lựa chọn khu vực Nguyễn Xiển làm địa điểm xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tạo sự chú ý trong giới bất động sản. Công trình quy tụ hơn 4.000 nhân lực cao cấp, góp phần tạo nên một cộng đồng tri thức tại khu vực Tây Nam Hà Nội, tăng nhu cầu về nhà ở. Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhiều trục giao thông quan trọng, trong đó bao gồm khu Tây Nam Kim Giang, nhằm góp phần mở rộng không gian đô thị, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành trung tâm kinh tế tài chính mới, sôi động bậc nhất phía Nam Hà Nội. Liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà số 7 và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thanh Xuân Bắc, nhà đầu tư thực hiện thi công quy hoạch giao thông khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, triển khai cụ thể hóa quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1:500, xây dựng khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1 đã được phê duyệt, tuân thủ và cập nhật quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, khớp nối thống nhất các dự án xung quanh trên nguyên tắc. Hệ thống giao thông phải đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa các khu chức năng trong khu quy hoạch với nhau và với các tuyến đường đã xác định trong quy hoạch chung. Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong khu vực phải đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông. Mạng lưới đường được thiết kế theo tầng bậc. Các đường cấp thấp hơn chủ yếu chỉ đấu nối với các tuyến đường cao hơn một cấp. Trường hợp đường cấp thấp đấu nối ra đường cao hơn hai cấp trở lên sẽ tổ chức giao thông để chỉ được rẽ phải giao nhập vào giải giao thông địa phương. Vị trí các điểm đấu nối phải đảm bảo không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng giao thông trên các tuyến đường cấp cao hơn, nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực quy hoạch. Thi công các tuyến đường khu vực, tùy theo tính chất kết nối, cũng như chức năng phục vụ các tuyến đường được phân cấp thành các đường chính khu vực. Đường khu vực như sau. Tuyến đường số 1, tuyến đường giao thông chính khu vực, có mặt cắt ngang đường điển hình rộng B bằng 30m, bao gồm lòng đường rộng 15m, hè đường mỗi bên rộng 7,5m, chiều dài tuyến là 533,04m và tuyến 23 là 1.233,69m. Tuyến đường số 10, tuyến đường giao thông khu vực có mặt cắt ngang đường điển hình rộng B bằng 25m và lòng đường rộng 15m, hè đường mỗi bên rộng 5m, chiều dài tuyến là 416,25m. Tuyến đường số 2 và 2 sao, tuyến đường giao thông khu vực có mặt cắt ngang đường điển hình rộng B bằng 21,5m, bao gồm lòng đường rộng 11,5m, hè đường rộng mỗi bên 5m. Các tuyến số 2 chiều dài 899m, tuyến đường số 2 sao chiều dài 176,51m. Tuyến đường số 20, tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang đường điển hình rộng B bằng 17,5m, bao gồm lòng đường rộng 7,5m, hè đường rộng mỗi bên 5m, chiều dài tuyến là 275,30m. Tuyến đường số 6, chiều dài tuyến 6 là 413,45m. Tuyến đường số 14, chiều dài tuyến 14 là 424m. Tuyến đường 3 tháng 2, chiều dài tuyến 3 tháng 2 là 403,24m. Tuyến số 16, chiều dài tuyến 16 là 534,16m. Đây là các tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang đường điển hình rộng B bằng 15,5m, bao gồm lòng đường rộng 7,5m, hè đường rộng mỗi bên 4m. 2. Thi công các tuyến đường nội khu. Trên cơ sở các đường cấp đô thị đã được xác định và quy hoạch khu vực lân cận, thiết kế các tuyến đường khu vực và các tuyến đường nội bộ trong khu vực nghiên cứu, đấu nối với tuyến đường cấp khu vực.
đường cấp đô thị tạo nên mạng lưới giao thông hợp lý thuận tiện cho việc đi lại trong khu vực nghiên cứu và các khu vực lân cận. Trong dự án có các tuyến đường nội khu như sau: tuyến đường số 4, 7, 16 sao, 4A và tuyến 7 sao. Đây là các tuyến đường nội khu có mặt cắt 11,5m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 6m, hè hai bên rộng 2 x 2,75m, tổng chiều dài là 1.018,2 m, mặt cắt 8,8. Tuyến đường số 5, 5A, 5B, 8 sao, 8, 9, 9 sao, 11, 12, 13, 13 sao, 17, 18, 19, 21, 22, 3 tháng 1, 15, 4 sao và tuyến 7A. Đây là các tuyến đường nội khu có mặt cắt 11,5m, trong đó tổng chiều dài là 3.937,2m, chiều rộng phần xe chạy 6m, hè hai bên rộng 2 x 75m, mặt cắt 8 sao, 8 sao. Tuyến đường số 22 sao, đây là tuyến đường nội khu có mặt cắt 8,5m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 6m, hè một bên rộng 2,75m, tổng chiều dài là 303,48m, mặt cắt 9, 9. Tuyến đường số 16 sao tháng 1, 16 sao tháng 2, đây là tuyến đường nội khu có mặt cắt 8,5m, trong đó chiều rộng phần xe chạy 6m, hè một bên rộng 2,75m, tổng chiều dài là 287,70m, mặt cắt 10, 10. Thi công trồng cây xanh đường phố, trồng cây xanh đúng tiêu chuẩn về kích thước, chủng loại cây đô thị. Cây cao 1,5m có đường kính cây từ 20cm đến 25cm đối với tuyến đường khu vực có mặt cắt vỉa hè dưới 3m. Cây cao có đường kính từ 40 đến 45cm đối với các tuyến đường nội đô, phân nhánh ở chiều cao từ 2,5m đến 3,2m trở lên. Đối với những tuyến đường có vỉa hè từ 5m tới 7m, có thể trồng các loại cây trung mộc và đại mộc cách lề đường trên dưới 1m. Với những tuyến đường có vỉa hè từ trên 3m, có thể trồng các cây tiểu mộc đường kính tán từ 4 đến 8m cách lề đường 0,8m. Đối với những tuyến đường nhóm nhà, đường vào nhà có thể trồng các loại cây có đường kính tán nhỏ hơn, cây leo theo trụ. Tại các giải cây xanh rộng 1,5m hai bên đường, trồng cây ở vị trí phía trước ranh giới các lô đất, tránh trồng ở phía trước mặt tiền lô đất.